quý vị, từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng đã có 8 kỳ điều chỉnh giảm giá bán và đã giảm sâu trở về mức cuối năm 2021. Do đó, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều kỳ vọng giá cả hàng hóa sẽ giảm tương ứng. Thế nhưng trái với kỳ vọng, hiện giá cả nhiều ngành hàng thiết yếu vẫn đang neo ở mức cao. Ghi nhận hoạt động giao thương ở nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đều cho thấy tình cảnh ế ẩm. Nguyên nhân được cho là giá cả hàng hóa cao nên sức mua thấp. Nó lên cái là kiểu khách hàng tao nói mắc quá, người ta không mua, người đi trả giá, ta đi dạo qua dạo lại, 10 người thì mua được 5, còn 5 người thì bỏ đi. Hàng ngày đó bán có thể một con mà bây giờ chỉ bán được có nửa con mà ế lắm, chợ không có người đi chợ luôn. Kinh tế khó khăn cũng khiến người tiêu dùng đắn đo khi mua sắm. Tâm lý chung là thắt lưng buộc bụng. Bây giờ là phải mua ít hơn, do là các lượng hàng hóa nó đang tăng giá. Xăng dầu thì nó xuống mà tất cả mặt hàng nó đều lên như vậy thì nói chung là kể cả người bán hay người mua gì cũng không làm ăn nổi. Thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình thế giới, giá xăng dầu tăng cao, kéo theo giá cả các loại hàng hóa trên thị trường cũng tăng mạnh. Chính phủ và các bộ ngành từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc giảm nhiều loại thuế, phí. Nhờ đó đã phần nào kéo giá xăng dầu giảm sâu, ngang bằng với thời điểm cuối năm 2021. Thế nhưng hiện tại, chỉ một số ít chủng loại hàng hóa được điều chỉnh giảm nhẹ, còn lại hầu như vẫn giữ nguyên mức cao. Như lao động ngày mấy trăm ngàn thì ví dụ như mấy trăm ngàn đó thì cá bây giờ cũng mấy trăm, trăm mấy, hai trăm ngàn một ký. Rau cải giờ hồi đó có mấy ngàn, bây giờ tới hai mấy, ba chục ngàn một ký. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng phải có các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tình trạng hàng hóa chỉ có tăng, không có giảm. Rất mong là các cơ quan ban ngành, có nghĩa là có thể vào cuộc sớm về cái phần giá, có nghĩa là giá để ổn định hơn, để làm sao mà cho người dân người ta đi lấy hàng thì cái nguồn hàng người ta lấy về nó cũng sẽ giảm hơn. Chứ không phải là người ta bán ở chợ là người ta tự nâng giá, mà là do cái nguồn hàng người ta lấy lúc đầu nó đã cao rồi. Thời điểm này, người dân, doanh nghiệp đang bước vào sản xuất, chuẩn bị hàng hóa Tết. Nếu các chính sách kiềm hãm, bình ổn giá không phát huy hiệu quả, thì thị trường cuối năm dự báo sẽ kém vui.